nó dọn vô là có chuyện liền, không có này cũng có kia. Em tên gì? Em gái chắc luôn, chân mày bén ngót à. Chân mày bà cũng bén quá ha. Thôi đi con quỷ, đừng có du duyên. Quất liền cho chị like to shot. Mày ngon nó ngon, xứng đôi vừa lứa. Em ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Mày điên rồi. Một bên dương chơi, tao mới 8. Một bên gái già, lớn hơn 8 tuổi. Thì sao? Thì yêu chứ sao? Mai. Ủa? Em làm gì còn cảm xúc với đàn ông nữa. Yêu Minh à. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nó là your man mà. Your perfect man. Dạ, mấy mai mới được bút xong rồi. Mày có giống tao vậy? Sao tao ghét mày quá. Chứ giờ anh muốn gì ở tôi? Anh muốn làm bạn trai em. Sao thích tôi? Vậy sao bữa giờ né tôi? Gia đình của mày như vậy mà bắt tao vô tao yêu mày sao được? Còn chửi người ta nữa. Có cần phải làm tới mức độ này không? Tại sao mới dựng nên cái chuyện này? Nói vậy nặng ba quá. Cuộc sống này không có tiền, không có làm được gì hết. Mày! Mày cũng quýt trong tao vậy gì? Mày làm đi ra mày đi tốt hả? Mày đừng vào đây mày hại người. Anh nói thì lo cho tôi. Đừng, anh lo một cách nào? Trong khi bây giờ lương của anh thấp lương của tôi. Ít nhất là em phải cho anh biết là em muốn cái gì. Không có im lặng gì nữa. Em muốn em. Mà em muốn yêu. Em gần 40 tuổi rồi. Em chưa đủ khổ sao Mai? Từng tuổi này rồi bây giờ còn sai một lần nữa là coi như hết đời rồi còn gì? Yêu đi. Dám không?